giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là một thầy giáo dạy thạc sĩ MBA, tức là quản trị kinh doanh, và chuyên ngành thì là tài chính và kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management. Và ngoài ra thì trước đây ông có kinh nghiệm làm giám đốc kiểm toán cho những cái tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ trong cái danh sách 500 công ty hàng đầu, tức là Fortune 500 ạ. Ngoài ra thì ông còn có 20 năm là giám đốc tài chính, tức là CFO. Ông cũng từng giữ chức chủ tịch phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam ở Bắc Texas. Và như chúng ta đang thấy thì ông cũng là một tiếng nói bình luận về kinh tế rất được yêu chuộng và được nhiều người biết đến ở trên các kênh hải ngoại trong hơn 20 năm qua. Về chương trình của chúng ta thì thưa giáo sư, thì giáo sư cũng đã điểm qua những cái vấn đề chính được tóm tắt bằng 4 chữ D, nhưng mà trong bốn cái vấn đề này thì theo giáo sư cái nào nó nổi bật hơn, cái nào nó đang là cái mà gọi là cấp thiết nhất và gây ra nhiều vấn đề nhất ạ? Vâng, trong bốn chữ D thì hai cái là cái ảnh hưởng gọi là trầm trọng trong thời gian hiện tại, và hai chữ D kia là dài hạn. Chứ cái ảnh hưởng trầm trọng hiện tại là cái nợ 300%, và cái nhất là cái nợ của địa phương là cái nợ mà lên tới 150%, và nợ cho những công ty tư nhân hay là quốc doanh đó, là đại đa số là công ty quốc doanh đó, là tới 140% cái GDP. Đó là cái nợ. Sở dĩ cái nợ nó ảnh hưởng nhiều là tại vì trong cái khung cảnh mà kinh tế bị trì trệ đó, thì khi chính phủ Trung Quốc ví dụ như muốn giải quyết một phần nào, công ty Evergrande là đã phá sản, gọi là xin phá sản bên Hoa Kỳ. Công ty này và công ty Country Garden đó, trong quá khứ lợi tức mỗi năm là 60 tỷ đô la đó, khó khăn đó, thì họ bảo chính phủ địa phương cố gắng giải quyết để cho những dự án mà xây cất nửa chừng phải tiếp tục, mà những cái chính phủ địa phương này đã thiếu nợ, ngân hàng quốc doanh cũng cũng đưa nợ, mà những công ty quốc doanh của Trung Quốc xây cất lại không có khả năng trả nợ. Nó làm cho cái bàn thắng mà không có lại kích thích lại. Và cái nợ này cũng đưa cái giới hạn là chính phủ trung ương của Trung Quốc ở ở Bắc Kinh đó, không có đưa ra những cái chương trình kích thích thẳng đến người dân nhiều được vì cái mức nợ rất nhiều. Cái đó là cái nợ hiện tại, đó là cái ảnh hưởng hiện tại, và nếu giải quyết được 3-4 năm thì nó đường dài nó đỡ hơn. Rồi cái nợ thứ nhì nữa đó là decoupling, là quý vị biết là bắt đầu từ thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc từ Tổng thống Trump, và tiếp tục Tổng thống Biden vậy vẫn giữ những cái thuế quan đó, vẫn giữ không có giảm tí nào cả. Hiện tại hầu hết tất cả những hàng hóa dịch vụ của Trung Quốc trung bình là có 20% thuế quan. Trong khi đó đó, những cái hai cái chữ D khác đó, là vấn đề gọi là nhân số, nhân lực hay là mức sinh đẻ hay là dân số của Trung Quốc bị giảm, đầu năm đầu tiên bị giảm chứ không gia tăng. Đó là một cái vấn đề rất quan trọng. Còn cái ngưỡng cửa mà phá giá thì đã bắt đầu có dấu hiệu nhưng mà chưa thấy. Và nếu cái này trở thành hiện thực trong vài tháng tới thì đây cũng là một cái vấn nạn rất lớn. Còn vấn đề dân số là nó dài hạn hơn, thưa anh. Vâng, thưa giáo sư thì có nhiều cái sự dự báo khác nhau. Có những người thì cho rằng là Trung Quốc có thể bị sụp đổ, nhưng mà có vẻ như là nhiều người khác thì không không cho rằng là có cái điều đó sẽ xảy ra. Nhưng mà chúng ta cũng không thể loại trừ bất cứ khả năng nào. Vì vậy thì trước hết là xin giáo sư so sánh cho, có những người thì họ muốn so sánh cái chuyện là ngày xưa Liên Xô sụp đổ, thì theo giáo sư cái khả năng này nó là như thế nào? Vâng, kinh tế của Trung Quốc khác với Liên Xô hồi xưa rất nhiều. Kinh tế của Trung Quốc gọi là lan tràn khắp cả thế giới, cái hệ thống gọi là ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, chuỗi cung toàn cầu của Trung Quốc là một cái sức mạnh vô biên mà Liên Xô chưa bao giờ có. Thành ra cái sự sụp đổ của Liên Xô không thể so sánh vào Trung Quốc. Trung Quốc hiện đang gặp khó khăn, GDP chưa đi vào suy thoái. Chúng ta nên nhớ rằng GDP Trung Quốc đang trên đường có cái dấu hiệu nguy hiểm nếu tiếp tục đà này. Chúng ta phải nhìn vào đó, năm thập niên bắt đầu 2010 đó,
GDP của Trung Quốc mỗi năm gia tăng 10%. Rồi vào tới năm 20, 21, 22 đó, thì GDP thay vì 10% giảm xuống 5-6%. Và hiện tại năm 23 thì GDP ước tính là chỉ gia tăng 2-3%, có thể 3-3.5%. Thì quý vị thấy nó giảm phần nửa, và nếu tiếp tục giảm nữa thì sẽ đi vào. Tuy nhiên, cái sự sụp đổ của nền kinh tế, một nền kinh tế 18.000 tỷ đô la không phải dễ dàng, vì thế giới vẫn còn tùy thuộc vào Trung Quốc rất nhiều. Trung Quốc vẫn là một cái quốc gia trong trong 10 năm nay là giúp cho GDP của toàn cầu gia tăng. Cái ảnh hưởng của Trung Quốc là 40%, trong khi Hoa Kỳ chỉ 20%. Cho nên thế giới mong đợi là Trung Quốc, nền kinh tế của Trung Quốc vững chãi, nhưng mà không vững chãi bằng cách đưa sức mạnh của mình để đưa và đi vào vũ khí chiến tranh, để mà gọi là kiềm chế cái gọi là cái lưu thông trên đường hải phận ở phía bên Đông Nam Á. Những cái điều đó là thế giới rất là tê, gọi là ái ngại. Thành ra đó có cái sự mâu thuẫn, và nếu mà Trung Quốc không giải quyết cái vấn đề này thì có thể là sẽ không gia tăng nhiều, thay vì 3% xuống 1% và suy thoái nữa thì thế giới ảnh hưởng thế giới, nhưng mà tan rã như là Liên Xô thì không có thôi. Vâng, thì đúng là rất là nhiều nhà lãnh đạo thế giới họ cũng đã phát biểu trong những cái cuộc họp thượng đỉnh hoặc là trả lời phỏng vấn, thì họ cũng nói rằng là cái chuyện mà quản lý cái mối quan hệ Trung Quốc và làm sao mà quản lý cả cái nền kinh tế của Trung Quốc nữa, thì nó giống như là một cái mối quan hệ vừa bạn vừa thù, làm sao cho Trung Quốc phải khỏe mạnh nhưng mà cũng không quá mạnh, bởi vì nếu mà họ họ ốm yếu thì cũng không có đủ những cái nguồn cung hàng hóa, rồi cũng không phải là thị trường để cho các nước bán hàng hóa sang Trung Quốc nữa, thì các nước cũng bị thiệt hại. Và ngược lại, nếu họ mạnh quá thì họ lại đi bành trướng, rồi họ lại áp đặt những cái tiêu chuẩn về chính trị, về xã hội của họ lên thế giới thì cũng 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 dở. Cho nên là đúng là đây là một cái việc rất là khó khăn. Thì trở lại với việc so sánh Trung Quốc, thì cũng có những người nêu ra rằng trước đây Nhật Bản cũng đã từng có những cái giai đoạn phát triển rất là hùng mạnh, rất là nóng, và sau đó thì họ đã bị một cái cơn bong bóng tài sản, bong bóng bất động sản, và cái cơn bong bóng đấy nó sụp đổ vào thập niên những năm 1990, và kéo theo đó là người ta gọi là một thập niên mất mát tiếp theo, tức là đến những năm 2000, và sau những năm 2000 thì Nhật Bản vẫn chỉ phát triển rất là có cái thậm chí là phát triển tốc độ âm. Thì liệu Trung Quốc nó có rơi vào một cái tình trạng tương tự không ạ? Liệu Trung Quốc có một cái cuộc khủng hoảng nào đó, một cái cuộc đổ vỡ nào đó dẫn đến một cái thập kỷ mất mát giống như Nhật Bản không ạ? Vâng, khi nói về tương lai thì tất nhiên chúng ta phải đặt trên một số căn bản của giả sử, và chúng ta biết rằng kinh tế là một cái khoa học rất là phức tạp vì nó luân chuyển ảnh hưởng cả toàn cầu. Tuy nhiên, dựa trên những yếu tố này, là như thế nào? Là dân số lão hóa và đường lối của chính phủ Politburo của Chủ tịch Tập Cận Bình không thay đổi, có nghĩa là không thân thiện với phương Tây, coi ý tưởng của đảng cộng sản và đảng kiềm chế kinh tế cũng như kiềm chế tất cả địa hạt đó, thay vì đưa cho kinh tế tự do. Và nếu Trung Quốc không giải quyết được cái vấn nợ nặng về địa ốc và ngân hàng của địa phương, mà mức nợ nó cao như vậy, và nếu mà kinh tế vẫn còn bị đi theo đường lối gọi là phá sản, có nghĩa là không phải phá sản mà phá giá, thì phá giá là tai hại vô cùng. Phá giá là quý vị biết là một một cái quốc gia mà người dân họ không tiêu xài, vốn đầu tư ngoại quốc đã giảm đi 30% năm nay so với những năm trước, và người dân Trung Quốc càng giảm thuế, càng giảm tiền lãi thì nó lại càng tiết kiệm nhiều, thì nó sẽ đưa đến cái mức cầu giảm, thì tất nhiên những công ty phải phải hạ giá để bán, để tồn tại, và bán càng lỗ thì họ sẽ phá giá, và nó là một cái chuyện suy sụp. Nếu chuyện này xảy ra thì trong vòng 10 năm tới Trung Quốc, nền kinh tế Trung Quốc đi về hướng âm và rất là nguy hiểm. Tuy nhiên, những nhà kinh tế gia và lãnh đạo Trung Quốc thật sự họ cũng không phải là dở, họ tài ba, nhưng mà đây là thật sự ra
Có câu hỏi rằng cố tình hay vô ý, thật sự ra Politburo, chủ tịch Cộng hòa mình có phải đang muốn như vậy không? Vì hiện tại hầu hình như thấy là họ thờ ơ. Là tại sao? Họ muốn trong 30 bài diễn văn trong mấy năm rồi đó của Tập Cận Bình luôn luôn nói rằng người dân phải sẵn sàng chịu đựng, phải thay đổi một cái giai đoạn để mà Trung Quốc có thể tự lực tự cường về công nghệ, Trung Quốc có thể không gọi là tùy thuộc vào xuất cảng nữa mà là nội địa, rồi sẵn sàng để chuẩn bị chiến tranh. Và bao nhiêu những bài như vậy thì nếu mà đi vào chiến tranh của Taiwan thì nó sẽ tai hại vô cùng. Nhưng mà những điều này đó nó gần như là quá nhiều yếu tố như, gọi là gom góp với nhau. Thì đường ở đó thì trong 10 năm tương lai Trung Quốc sẽ đi vào gọi là suy thoái hạng nặng. Nhưng mà nếu mà giải quyết được trong những điều tôi nói, trong 4 năm điều tôi nói giải quyết được 1-2 điều thì nó không có trầm trọng cho lắm. Nhưng quan trọng hết là cái phá giá, quan trọng hết là đừng đi vào chiến tranh với Đài Loan, là cả sẽ cảm thấy một cái sự cấm vận toàn cầu mà Trung Quốc hiện tại đã đưa ra bao nhiêu giải pháp để chuẩn bị nền kinh tế và hệ thống tài chính của họ. Nếu bị cấm vận một cách gọi là trầm trọng như Nga, thì điều đó chứng tỏ rằng Trung Quốc có thể rất là gọi là đi về đường hướng chiếm đoạt Đài Loan bằng bằng quân sự, thì cái hậu quả nó vô hại, vô cùng tai hại cho Trung Quốc và cho thế giới thôi. Vâng. Về những cái biện pháp mà để tháo gỡ cái sự đi xuống về kinh tế đang diễn ra hiện nay thì mới nhất, tin mới nhất là Đảng Cộng sản Trung Quốc, là cái lãnh đạo Trung Quốc thì họ đã cho phép là các ngân hàng được gọi là giảm cái lượng dự trữ bắt buộc về ngoại tệ cũng như là được giảm lãi suất cho vay, thì tất nhiên nó sẽ kéo theo là cả giảm cái lãi suất tiền tiết kiệm. Thì giáo sư đánh giá thế nào về hai cái biện pháp này? Nó có tích cực không? Và nếu mà lợi thì nó lợi như nào? Và nếu mà hại thì nó hại như nào? Vâng, Trung Quốc đường lối của họ đó, khi mình nhìn vào trong trong năm nay đó, hay là trong 12 tháng vừa qua đó, cái đường lối của họ nó mâu thuẫn. Đôi khi họ làm xong rồi họ đi ngược chiều lại. Ví dụ, trước khi nói về giảm lãi suất đó, thì khi họ siết chặt những công nghệ công đó, đến mức là những cái công nghệ mà danh tiếng nhất của Trung Quốc và của FDI Hoa Kỳ hay là Âu Châu đầu tư, họ siết chặt là bằng cách là nó bắt đầu trì trệ lại, thì họ thấy trì trệ quá thì họ lại thư giãn. Rồi hệ thống ngân hàng đó, khi mà Tập Cận Bình đã nhìn thấy xa, nói rằng cái bong bóng địa ốc và hệ thống ngân hàng đó, là một cái bong bóng sắp sửa vỡ, thì họ siết chặt rất là mạnh. Đến mức là hai cái công ty địa ốc là Country Garden và Evergrande, là Evergrande thì vỡ nợ rồi, còn Country Garden đã không có khả năng trả tiền lãi hai lần rồi. Thì hai công ty này là bắt đầu là ảnh hưởng đến 30%, 20-mấy% kinh tế của GDP, thì họ thấy cái này nguy hiểm quá, thì họ lại ngược lại, họ lại giảm đi tiền lãi và họ lại giao về địa phương để giải quyết cho những dự án của công ty Evergrande là để mà tiếp tục xây cất. Thành ra như cái xe chạy thắng rồi chạy tới chạy lui, chạy lới chạy lui, nó không rõ ràng. Thành ra nó đưa ra cái tín hiệu rất là mù mờ. Và cái trường hợp này đó là họ muốn cái hệ thống bất động sản nó không tiếp tục vỡ, mà hệ thống này nó ảnh hưởng đến 30% GDP của Trung Quốc lận. Thành ra nó chỉ là một cái hệ thống rất là con dao hai lưỡi. Khi mà giảm đi tiền lãi, khuyến khích chính phủ địa phương, mà chính phủ địa phương, cái tổ chức bên Trung Quốc đó, nó rất là không có được chuẩn. Là tại sao? Là khi họ giao vào chính phủ địa phương để giảm tiền lãi, để xây cất đó, là chính phủ địa phương gọi là giao cho những công ty xây cất của quốc doanh mượn tiền của ngân hàng quốc doanh và xây cất với tiền lãi được hỗ trợ của Bắc Kinh. Thì như vậy á, có nghĩa rằng trở về cái con đường cũ, nhưng mà vì đối đế quá, họ không muốn là cái gọi là ảnh hưởng domino sụp vỡ, thì họ làm như vậy thôi. Vâng, tức là nếu như với lý giải của giáo sư thì cái biện pháp này nó cũng chỉ là một cái biện pháp mang tính chất tạm thời phải không ạ? Tức là gọi là trước cái sức ép để mà tránh coi kinh tế nó bị khựng lại, và đồng thời thì các nhà đầu tư bất động sản sụp đổ hàng loạt, thì
họ tạm thời họ cứu, nhưng mà đến một ngày nào đó thì họ sẽ phải đảo ngược lại cái chính sách này, phải Đúng không rồi. ạ? Và theo giáo sư thì cái thời gian họ áp dụng này sẽ là ngắn hạn thì là bao nhiêu lâu, vài năm hay là bao nhiêu năm, và đến lúc nào thì họ phải đảo ngược lại, và trong cái quá trình đó thì liệu là bao nhiêu doanh nghiệp được cứu, và họ có được sống lại, tức là họ không chết thì họ có sống một cách vững chắc hay không, hay là rồi thì họ cũng vẫn phải chết? Vâng, cái cách giải quyết hay nhất á, là những cái công ty địa ốc hay ngân hàng quốc doanh mà gọi là cho vay nợ cẩu thả đó, nếu mà những cái công ty ví dụ như Evergrande hay Country Hill Garden đó, những cái dự án mà thấy không đi đến đâu đó thì phải cho họ bán những cái dự án đó đi, hay là bán đi tài sản để mà bớt đi gói gói nợ. Còn cứu vãn tạm thời như vậy đó, cái này mình tương tự đi, bây giờ thân thể mình bị nhiễm độc đúng không, có một vài chỗ nó bị lở loét, nó nhiễm độc, thì thay vì vậy đó thì mình ráng cứu nguyên thân thể. Cái này không phải cái gọi là surgical strike, có nghĩa là cắt đi, mổ xẻ đi, giải phẫu, phẫu thuật lấy đi cái phần hư bỏ đi để những phần còn lại nó sống lại. Thì Trung Quốc không không làm như vậy, mà họ lại bắt đầu trở lại cái con đường cũ là giảm tiền lãi và giảm đi cái luật lệ mà cho vay nợ. Trong 2 năm nay đã trên 52 công ty bất động sản khánh tặng và biến khỏi thị trường rồi. Bây giờ những công ty khổng lồ đang gọi là một công ty đã phá sản, một công ty sắp sửa phá sản. Thành ra giải quyết không ngặn đến cái cặn nguồn của nó. Cặn nguồn của nó là gì? Là đầu tư bất động sản mà không có khách hàng, đầu tư gọi là đầu tư tích cực, cất những căn hộ, những cái dự án như Evergrande là 700 dự án, Country Garden 3.000 dự án, mà những cái building lên nửa chừng rồi cái sườn nằm đó, rồi những người nào mua nhà đó phải bỏ xuống 20% gọi là thế chân, rồi tiếp tục trả 2-3 năm rồi theo nguyên tắc là mới giao được căn hộ. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là họ lấy tiền của người sau để họ trả người trước, và cứ như vậy cho đến giờ người dân họ bất lòng tin, thành ra xây ra dự án. Và gần đây họ đưa ra cái chương trình là xây thêm 6,5 triệu cái căn hộ gọi là xã hội để cho người nghèo, để chi, để họ xóa dịu lòng dân. Còn cái vấn đề những cái bất động sản khác đó là nó cao cấp hay là giá tiền cao đó thì họ vẫn chưa giải quyết. Thành ra cái giải quyết này chỉ là như là band-aid approach, có nghĩa là chỉ dán băng keo tạm thời thôi thôi. Vâng, thưa giáo sư thì cái vấn đề nợ như giáo sư cũng đã trả lời từ đầu đến nay thì nó là một cái vấn đề rất là lớn, có thể nói là hàng đầu. Thì xin giáo sư phân tích thêm là cái vấn đề này nó ngoài cái chuyện của những cái doanh nghiệp bất động sản thì chúng ta thấy rồi, thì nó còn xảy ra với các cái công ty, các cái hãng xưởng vân vân, nó xảy ra như vậy thì là do tại làm sao mà nó lại trở thành cái khủng hoảng nợ? Bởi vì dường như là nền kinh tế của Trung Quốc thì đã làm ăn rất là được và họ cũng đã xuất khẩu rất là tốt, thì những cái doanh nghiệp mà đầu tư vào sản xuất thì sản xuất kinh doanh ngoài bất động sản ra thì hẳn là họ họ vay xong họ bán hàng được thì chắc là họ cũng phải trả nợ được, nhưng mà tại sao nó lại đột nhiên nó lại xảy ra cái khủng hoảng này? Vâng, thứ nhất là cái mức cầu của hàng hóa xuất cảng ra ngoại quốc bên Âu Châu, cái nhu cầu của hàng Trung Quốc giảm xuống nhiều, đã giảm đi khoảng 20%. Những quốc gia Nhật Bản, Úc rồi nọ, còn bên Hoa Kỳ cũng giảm đi gần 20%. Cái nhu cầu về vì tình trạng kinh tế trong cái thời hạn gọi là bị nạn lạm phát là nó khiến mức cầu ở bên ngoại quốc. Thứ nhì nữa là cái chiều hướng, cái nhìn về hàng hóa của Trung Quốc nó không thân thiện như quá khứ. Có nghĩa rằng đại đa số những công ty bây giờ họ mua hàng ở bên Mỹ Tây Cơ, những quốc gia khác hay là nhiều hơn. Ví dụ như Hoa Kỳ năm rồi đã gọi là nhập cảng từ Mỹ Tây Cơ 15%, mà Trung Quốc thì chỉ có 12%. Thành ra nó giảm đi, nó thay đổi rất nhiều. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là những công ty tư nhân của Trung Quốc đó, họ trong quá khứ họ vay mượn rất nhiều để họ bành trướng, mà họ vay mượn đặt trên căn bản trái phiếu hay gói nợ đó, gói nợ, thậm chí tôi dùng gói nợ thay vì món nợ đó, tiếng Mỹ nó gọi là debt package, có nghĩa là không phải một món nợ mà bao nhiêu món nợ họ gọi
họ mướn mượn nó, cho nên tôi dùng cái từ gói nợ nó nhiều, là đặt trên căn bản của đồng đô la. Mà khi lạm phát gia tăng, Hoa Kỳ gia tăng tiền lãi, thì những cái gói nợ này của những công ty tư nhân nó càng nặng hơn, bây giờ đối diện với tiền lãi gia tăng. Rồi cái thứ ba nữa là những công ty của Trung Quốc quốc doanh đó, họ vay mượn lẫn nhau. Những con số này đó là gọi là danh từ của chuyên môn gọi là off balance sheet, nó không ghi vào sổ sách của chính phủ Trung Quốc. Mà từ này tôi đã nói mấy năm nay rồi, bây giờ càng ngày những cái data chính phủ Trung Quốc không đưa ra, nhưng mà với cái gọi là cái khoa học data mining đó, họ dùng những cái data thứ hai thứ ba họ gom lại, họ mới đưa ra con số đó, là rất nhiều. Công ty quốc doanh là nợ mượn rất nhiều, nhiều hơn công ty tư nhân rất là nhiều, mà họ là bây giờ họ vay mượn không được. Rồi cộng thêm là chính phủ địa phương và ngân hàng của địa phương cũng là quốc doanh, không có khả năng cho vay nợ, thành ra nó làm cho cái hệ thống thanh khoản nó có vấn đề là như vậy thôi. Vâng, thưa giáo sư, thì Trung Quốc được biết đến là một cái nước mà có một cái khối dự trữ ngoại tệ rất là khủng khiếp đúng không ạ? Con số của nó, tất nhiên là tôi không thể nắm bằng giáo sư, có nghe đâu như nó cỡ khoảng độ 3.000 tỷ đô la. Thì liệu là họ có thể tung những cái số tiền này ra để cứu cái việc nợ nần chồng chất này không? Hay là họ phải bằng cách nào để giải quyết cái vấn đề nợ nần này ạ? Vâng, số dự trữ mà một quốc gia giữ, trong đó Trung Quốc á, nhất là một quốc gia xuất siêu á, là một cái điều cần thiết, là phải họ phải giữ khoảng 15 tới 20% gọi là mức gọi là xuất nhập cảng. Thật ra Trung Quốc sở dĩ giữ một cái số ngoại tệ nhiều như vậy vì đó là cái đòi hỏi của hệ thống ngân hàng quốc tế, là phải giữ để trong cái hệ thống xuất siêu. Cái điều thứ nhì nữa, họ giữ ngoại trợ ngoại ngoại tệ đó là để giữ cân bằng cho đồng nhân dân tệ không bị mất giá. Thành ra hai điều này họ cần, và họ không thể dùng ra tung ra để mà bán đi vì hai lý do mà tôi nêu trên. Và cái nợ của Trung Quốc đó thì giải quyết ở đâu? Giải quyết là để đưa cái tiền đó ra để giải quyết cái nợ của chính phủ địa phương. Mà chính phủ địa phương nó đa dạng lắm. Trên 150 thành phố của Trung Quốc là có trên 1 triệu dân, mà thành phố đó, những thành phố đó bây giờ ngập tràn nợ, không có khả năng trả nợ. Rồi những công ty tư nhân của Trung Quốc, những công ty quốc doanh của Trung Quốc họ mượn lẫn nhau, những con số đó không chính thức. Và cái nợ của chính phủ địa phương lại là cái nợ không trong vô vào sổ sách, họ gọi là off balance sheet balancing. Đó là lý do mà tại sao chính phủ Trung Quốc đưa những cái xây cất mà họ đã tiêu xài 560 tỷ đô la trong cái thời gian 2008, khi mà thế giới bị khủng hoảng tài chính bắt đầu từ Hoa Kỳ đó. Họ đã tung ra 560 tỷ đô la để kích thích kinh tế, là Trung Quốc thoát khỏi cái gọi suy thoái mà toàn cầu bị đó. Bây giờ nó trở lại là cái con vi khuẩn nợ này đó là bị gọi là hoành hành trở lại, là tại vì họ giao cho những cái hệ thống giải quyết về xây cất hạ tầng cơ sở nó không chuẩn, bây giờ là nó vỡ nợ là như vậy thôi. Vâng, cái mối quan tâm hiện nay của các nước và đặc biệt là Việt Nam đó là bao giờ thì kinh tế của Trung Quốc sẽ được phục hồi? Bởi vì cái mối quan tâm này nó cũng thiết thực, tại vì chẳng hạn như chúng ta thấy rất là nhiều người họ làm ăn ở Việt Nam, họ kinh doanh trong ngành du lịch chẳng hạn, họ nói là mấy năm nay là khách, thực ra cái trong trong cái năm nay chẳng hạn, cụ thể năm nay thôi, thì khách du lịch Trung Quốc là không có luôn. Tất nhiên có cái lệnh cấm của Trung Quốc là không không đi lại ngoài ra khỏi Trung Quốc, nhưng mà nó cũng còn có nhiều lý do khác. Thì vì vậy rõ ràng kinh tế Trung Quốc mà đi xuống thì nó tác động rất là tai hại. Thì theo giáo sư, trong vòng bao nhiêu năm nữa thì kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi lại được ạ? Vâng, đấy là một câu hỏi cả chục ngàn tỷ đô la, chứ không phải là 1 triệu đô la nữa, vì khó mà ai biết được. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, khi thế giới đều nói rằng nền kinh tế của Trung Quốc là đang bị hoàng hoại bởi bao nhiêu con vi khuẩn đang tấn công đó, chúng ta nên nhớ đây là một nền kinh tế 18 ngàn tỷ đô la, mà là một nền kinh tế hiện tại vẫn gia tăng GDP chứ chưa vào suy thoái, mặc dù ở mức 2 hay 3%. Nhưng mà cái vấn đề đây là những quốc gia lân cận như anh nói, như Việt Nam hay ngay cả những quốc gia ở Đông Nam Á và ngay cả Phi Châu nữa, tùy thuộc vào
Trung Quốc rất nhiều, họ mong muốn Trung Quốc bành trướng và du lịch là một cái yếu tố lớn. Trung Quốc hiện tại đó sở dĩ bớt đi du lịch một phần đó là người dân họ bó lưng buộc bụng, họ không tin tưởng vào cái tương lai, nhất là cái viễn cảnh là Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan, mà hiện tại những dấu hiệu cho thấy là Tập Cận Bình và chính phủ của Bolsonaro đang làm cả. Nếu mà chúng ta nhìn vào những cái 30 bài diễn văn của Tập Cận Bình trong 3 năm còn lại đây đó, thì lần nào ông cũng nói rằng người dân Trung Quốc hãy sẵn sàng chiến tranh, và họ dự thay đổi hệ thống tiền tệ, họ dự trữ đủ thứ chuyện hết, có nghĩa rằng như là một quốc gia mà sẵn sàng chiến tranh mà thôi. Cho nên có thể đây là một cái điều mà Trung Quốc muốn chuẩn bị cho người dân không nhất thiết đi vào hệ thống tư bản, đi vào hệ thống tư bản kích thích bằng cách đưa tiền cho người dân, kích thích bằng cách là tạo lại lòng tin cái FDI, thì sẽ vượt trở lại nền kinh tế trước khi quá trễ. Nếu mà Trung Quốc không làm điều này, những điều này trong vòng 2-3 năm nữa là nó quá muộn rồi. Có nghĩa rằng mất lòng tin của người dân Trung Quốc, lòng tin của vốn FDI thì quá muộn. Nhưng mà họ muốn làm vẫn còn kịp thời. Vấn đề đây là chính phủ Trung Quốc không muốn làm và muốn chuẩn bị cho người dân rằng phải quen đi cái gọi là cái tình trạng này, vì nếu chiến tranh Đài Loan thì nó còn tệ hơn nữa. Có thể đó là cái chiều hướng mà Trung Quốc muốn. Và nếu cái này là điều hoàn toàn ảnh hưởng đến chính trị và đường lối của Tập Cận Bình. Nếu mà không có chuyện gì thay đổi thì kinh tế của Trung Quốc năm 24 vẫn tiếp tục trì trệ và tệ hơn bây giờ. Và nếu mà không giải quyết cái vấn nạn và không giải quyết là cái vấn đề là giảm giá đó, mà giảm giá thì thật sự Trung Quốc hiện giờ bó tay, thì Trung Quốc chỉ có con đường duy nhất là trở lại cái con đường tư bản như hồi xưa để vượt lại. Còn nếu không đó thì nó sẽ trì trệ trong 3 tới 5 năm nữa, rồi sau đó khó có biết chuyện gì nó xảy ra. Cho nên những quốc gia gần bên Trung Quốc phải nên để ý là đừng có theo Trung Quốc một cách mù quáng như hồi xưa tới giờ, và theo cái đường lối tư bản, kinh tế tự do tư bản của Hoa Kỳ và thế giới tự do, vì đây là cái con đường sống duy nhất khi mà mình xuất siêu hàng hóa và dịch vụ vào những cái khối này thôi. Vâng, nếu mà nói về cụ thể Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam cũng đang đứng trước một cái cơ hội rất là tốt, bởi vì có những cái nguồn tin khá là đáng tin cậy thì họ nói rằng là Việt Nam và Mỹ sắp tới sẽ nâng cấp quan hệ lên một cái mức rất là cao, đó là đối tác chiến lược toàn diện. Chúng ta sẽ chờ ông Tổng thống Biden và ông Tổng Bí thư của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng xác nhận và đi đến ký kết cái điều này. Và được biết là Mỹ thì cũng rất là muốn thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam để Việt Nam trở thành một cái đối tác quan trọng trong cái chuỗi cung, thì cái này chúng ta sẽ bàn trong cái phần sau của chương trình. Nhưng mà bây giờ xin tiếp tục nói về Trung Quốc một chút, đó là với cái việc mà Trung Quốc nền kinh tế đi xuống như vậy thì nó có một cái hiện tượng là giảm phát, deflation, nó nằm trong bốn chữ D mà chúng ta nói vừa rồi. Thì cái deflation này nó sẽ làm cho giá trị hàng hóa các thứ nó đi xuống. Thì liệu cái điều này có được xem như là một cái gì đó tốt cho thế giới không? Bởi vì chúng ta thấy là hàng hóa Trung Quốc thì xuất đi khắp nơi, xuất sang cả Mỹ, cả châu Âu vân vân. Thì khi mà hàng hóa Trung Quốc giảm xuống thì liệu là những cái nước mà đang bị lạm phát cao như là Mỹ, như là châu Âu chẳng hạn, thì họ có được lợi gì không ạ? Vâng, Âu Châu, Hoa Kỳ họ được lợi khi hàng hóa của Trung Quốc đã giảm đi 3% trong trong năm nay và tiếp tục giảm. Đó là cái con đường ngắn tạm thời, vì hàng hóa giảm thì nạn lạm phát giảm, mà nạn lạm phát giảm thì Hoa Kỳ hay là khối Âu Châu không cần gia tăng tiền lãi như như trong trong quá khứ, thì nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế, nhưng mà đó là chỉ tạm thời thôi. Khi mà hàng hóa giảm mà gây đến sự gọi là phá sản của những công ty Trung Quốc là con dao hai lưỡi, nó sẽ đưa ngược lại là bao nhiêu công ty Hoa Kỳ và Âu Châu FDI đầu tư bên Trung Quốc sẽ bị khó khăn, thì nó lại đưa ngược lại, nó tai hại còn hơn là cái giảm đi cái nạn lạm phát mà hiện tại họ đang được cái phúc lợi. Cái quan trọng hơn hết đây đó là khối Politburo và lãnh đạo của Trung Quốc đó, họ không, hình như họ không nhìn tới hay họ không quan tâm là 80% công ăn việc làm và tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là từ FDI. Mà bây giờ đó, cái chiều hướng là siết chặt
cái đầu tư ngoại quốc và siết chặt những công nghệ cao. Để chi? Vì những công nghệ này đó trong quá khứ là đe dọa tới cái là sự gọi là kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ví dụ nhiều công ty FDI của ngoại quốc đó, trong quá khứ đó là luôn luôn công ty nào lớn nằm bên đó luôn luôn có một gọi là đại diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc nằm trong ban tổng giám đốc, ban giám đốc. Mà trong quá khứ cái vai trò của họ là để họ cổ võ, họ để họ liên lạc đến chính quyền để giúp bành trướng. Nhưng mà trong thời gian gần đây đó thì cái vai trò những người đó ngược lại là cái giai thoại là cảnh sát theo dõi coi những công ty này lộng hành như thế nào và tư bản này có đi ngược đường lối Politburo không. Thành ra những cái đường lối này đó nó tai hại vô cùng, càng ngày càng mất lòng tin khi mà bao nhiêu công ty đã thấy rằng 3 năm lockdown của Covid mà một cái Covid xảy ra thì một virus khác hay là một epidemic khác có thể 5 7 năm nữa xảy ra nữa thì họ chịu không nổi, cộng thêm sự gọi là siết chặt về luật lệ và cái nhìn của Đảng Cộng sản Trung Quốc là luôn luôn là cho những công ty quốc doanh để mà lấn áp những công ty tư nhân. Thành ra cái đây là những cái chiều hướng mà Trung Quốc tôi hy vọng sẽ gọi là nới lỏng. Vì thật sự ra thế giới không muốn Trung Quốc bị suy sụp. Thế giới chỉ mong muốn kinh tế Trung Quốc mạnh đi nhưng mà mạnh một cách thân thiện, hòa bình chứ không phải đi vào chiến tranh thôi. Vâng, thì giáo sư cũng đã phân tích cái yếu tố kinh tế nội bộ của yếu tố chính trị nội bộ của Trung Quốc rồi, thì cái đó là họ có thể một ngày nào đó họ sửa thì cũng được, tức là họ có thể xoay xoay chiều, Hai họ chiều. có thể đổi hướng, nhưng mà đó thì cái đó họ chỉ quyết định được một một nửa vấn đề thôi, đó là cái nội bộ của họ. Nhưng mà ở bên ngoài thì chúng ta thấy rằng là thế giới đã mất lòng tin vào Trung Quốc rất nhiều rồi, bởi vì sau cái dịch đại dịch Covid thì thế giới đã, đặc biệt là các nước phương Tây, thì họ đã vỡ ra một điều rằng là họ không thể đặt trứng vào một giỏ và họ không thể tin cậy vào Trung Quốc, bởi vì chúng ta thấy là khi mà thế giới họ lao đao vì đại dịch thì Trung Quốc lại trục lợi, Trung Quốc lại bán hàng bắt chẹt, bán khẩu trang rồi bán các cái thiết bị y tế với giá bắt chẹt, trong khi chúng ta thấy các nước phương Tây và Mỹ họ lao đao trong cái đại dịch, nhưng mà khi họ phục hồi thì họ lại là những nước mà đi viện trợ hàng đầu, đi giúp đỡ người khác. Tức là rõ ràng hai nước có hai cái tư duy hoàn toàn khác hẳn nhau, trái ngược nhau. Và vì vậy thì với một cái chuyện một cái nước Trung Quốc như thế chỉ trục lợi và chèn ép người khác và bắt người khác làm con tin, đúng không ạ? Chúng ta thấy các nhà máy xí nghiệp khi mà đổ dồn vào xây dựng và hoạt động ở Trung Quốc thì đến lúc cần đến Trung Quốc thì Trung Quốc lại giữ những cái đó và làm cho thế giới bị lao đao. Thì rõ ràng bây giờ Mỹ và các nước phương Tây họ đang tách ra khỏi Trung Quốc, họ decoupling. Tất nhiên cái từ decoupling thì nó hơi quá, vì bản thân bà Bộ trưởng Thương mại Mỹ thì bà cũng nói tránh cái từ này, nhưng mà rõ ràng là thế giới phương Tây, Mỹ và phương Tây đang đang dần dần rút khỏi Trung Quốc, thì cái điều này là Trung Quốc sẽ không thể mà quyết định được. Thì giáo sư cho rằng là ngay cả khi Trung Quốc cải cách đi chăng nữa thì với cái việc mà thế giới họ đang ngày càng rời ra khỏi Trung Quốc thì Trung Quốc liệu là cái sự phát triển của Trung Quốc liệu là sẽ như thế nào, sẽ chỉ ở một cái mức độ ấm ấm thôi chứ không thể nóng như trước được nữa, phải không ạ? Vâng, chúng ta nên nhớ rằng những công ty ngoại quốc ở bên Âu Châu, Hoa Kỳ đó, cái nhìn thiển cận của họ rất là thiển cận, có nghĩa rằng họ chỉ lo cho họ thôi, họ chẳng bao giờ để ý đến là ý thức của quốc gia, lòng ái quốc hay là chính trị, miễn làm sao họ nghĩ rằng cái đầu tư của họ đưa lợi nhuận là họ làm. Thành ra hiện tại thật sự ra cơ hội vẫn còn nếu Trung Quốc thay đổi chiều hướng, không đi quá khích như hiện tại. Chúng ta phải nhìn rằng ngoại trừ ra cái vấn đề Covid, ngoại trừ ra những cái lần mà gọi là công an ồn vào để mà tịch thu những cái computer của công ty tư vấn Hoa Kỳ là Bain, gọi là cáo buộc người ta là gián điệp, ngoại trừ những lời tuyên bố của Tập Cận Bình rồi cộng thêm cái mất lòng tin của người dân của Trung Quốc và FDI thì lại là cái hệ thống gọi là của Bộ Thương mại của Trung Quốc đó càng ngày càng bí mật. Có nghĩa rằng trong quá khứ họ đưa ra những con số thấy rằng những người dân trẻ lứa tuổi 21 đến 24 tuổi đó mới thất nghiệp 21%, liên tục như vậy họ thấy báo chí biên về
tình lệnh họ nói bây giờ chúng tôi không đưa những cái yếu tố đó. Trong quá khứ họ đưa những yếu tố về sản xuất thép hay là về kiến gương đó, là thế giới tự do, họ nhìn vào cái đó thì họ tiên đoán rằng cái hệ thống xây cất và bất động sản như thế nào, thì bây giờ họ thấy những con số đó càng ngày càng sụt thì họ lại không 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 đưa con số đó nữa. Thành ra đây là một cái sự thanh minh, mà gọi là trong cái kinh tế đó, là phải có cái sự thanh minh và tin tưởng lẫn nhau, mà nó càng ngày càng bí mật. Và những con số xuất siêu đó, hàng hóa xuất siêu hay là nhập cảng đó, trong thời gian chỉ gần đây thôi là nhập cảng đã giảm đi 12%, có nghĩa rằng cái tiêu thụ ở Trung Quốc giảm đi và xuất cảng giảm đi 14% so với cùng kỳ năm trước. Và nếu tiếp tục như vậy thì còn bao lâu nữa mà chính phủ Trung Quốc lại muốn tự lực tự cường về công nghệ, không tùy thuộc quốc gia khác, thì lại bị gọi là chế tài về công nghệ, trong đó là Hoa Kỳ dẫn đầu, là không cho bán những cái chip mà có cái ảnh hưởng mà đưa vào cái hay là trí tuệ thông minh đưa vào vũ khí quốc phòng. Và những cái tự lực tự cường về kích thích tiêu thụ của người dân nội địa thì người dân lại lại mất tin tưởng, không tiêu xài, và họ lại muốn những cái chiêu bài trong quá khứ là họ mỗi lần họ còn khó khăn thì họ cho xây cất nhà cửa, hệ thống hạ tầng cơ sở. Bây giờ con chiêu bài đó, con bài đó hết xài được rồi, là tại vì họ quá vỡ nợ, và cái những cái căn hộ hay là địa ốc gọi là để trống mà không có người ở quá nhiều, rồi cộng thêm vân vân nhiều nhiều vấn đề khác nữa. Thành ra nhưng mà cái căn bản chung quy là họ phải trở lại một cách thanh minh và thân thiện với FDI, mà hình như họ không để ý FDI, vốn đầu tư ngoại quốc, là chiếm 80% tăng trưởng của kinh tế quốc gia của Trung Quốc và công ăn việc làm. Thành ra họ có thể thay đổi được, nhưng mà câu hỏi đây đó là thật sự vô tình hay cố ý, hay là họ chỉ chuẩn bị chiến tranh, mà chiến tranh thì nghĩa là đưa đến cái hệ thống chế tài như vậy rồi, có thể đây là một cái cách để họ chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chiến tranh trong vòng 5 năm nữa với Đài Loan. Mình không biết được cái dự như thế nào. Vâng, thì cũng có những bạn là theo dõi chương trình đã bình luận ở trên kênh YouTube của chúng tôi rằng là có dấu hiệu là Trung Quốc giải quyết chuyện khó khăn trong nước bằng cách đi khiêu chiến của nước ngoài, tức là cũng có rất là nhiều người có những cái suy nghĩ, đánh giá hoặc là nhận định giống như giáo sư, chúng ta không mong có một cái cuộc chiến như vậy, nhưng mà lỡ mà Trung Quốc họ đi đến một cái hành động liều lĩnh và bất chấp luật pháp quốc tế như vậy thì hẳn là sẽ là một tương lai rất đen tối cho Trung Quốc, phải không ạ? Theo giáo sư thì tất nhiên chúng ta cũng không không phỏng đoán quá xa, nhưng mà nếu mà một cuộc chiến xảy ra thì Trung Quốc sẽ bị thế giới đối xử như thế nào? Bao vây, cấm vận, rồi nội tình trong nước của họ sẽ ra sao? Vâng, sở dĩ mà thế giới phản ứng hay là chuẩn bị là hai đường, hai điều mà họ lo sợ nhất là cái đường đường lưỡi bò đó, cái 10 cái đường mà gạch chấm 10 điểm ở chiếm đi 90% cái gọi là hải phận của cái vùng Đông Nam Á trong trong biển Biển Đông đó. Đó là cái điều mà trên 90 tỷ đô la, cả ngàn tỷ đô la, gọi là kinh tế đi qua vùng đó. Đó là cái điều mà gần như quốc gia nào trên 20 quốc gia đang phản ứng cái bản đồ mà Trung Quốc mới đưa ra tuần rồi thôi, là lại càng càng lố bịch hơn hồi trước nữa. Đó là một điều. Rồi cái điều thứ nhì là Đài Loan, mà sở dĩ họ lo Đài Loan đó, thật sự ra đó, chúng ta nên nhớ rằng đó, Hoa Kỳ hay Âu Châu chẳng yêu thích gì Đài Loan cả. Họ chỉ yêu thích TSMC là công ty làm chip của Đài Loan mà thôi. Vì công ty đó là gọi là cung cấp trên 80% những cái chip công nghệ cao nhất toàn cầu. Mà nếu mà công ty đó vì chiến tranh bom đạn nổ ra tan ra tành á, thì nó ảnh hưởng Trung Quốc vô cùng, tại vì trong trong quá khứ Trung Quốc cũng tùy thuộc nữa, từ công nghệ thấp, công nghệ trung cho tới công nghệ cao của TSMC, thì bây giờ TSMC đã đi theo cái đường cấm vận những cái công nghệ cao về chip hay là những máy sản xuất chip này, nó đã bị
Hoa Kỳ phong tỏa không cho người dân nào mà có contract làm việc với lại Hoa Kỳ là có thể đưa nhân lực hay tài năng hay là này nọ. Thành ra nếu mà xảy ra như vậy đó thì kinh tế của Trung Quốc cũng sẽ sụp bại. Và chúng ta nhìn lên một cái điều mà trong những show tới thì rồi mình thấy đó là cái kỹ nghệ hay là hệ thống hàng không dân sự C-919 của Trung Quốc đó, là sở dĩ bây giờ đưa ra cái con đường để mà bán máy bay hàng không để thay thế Boeing, Airbus đó, mà khi mà thương chiến hay là phong tỏa là C-919 sẽ sụp bại liền, chưa kể bao nhiêu công ty khác cũng sẽ sụp bại, nhưng mà Hoa Kỳ thế giới cũng sẽ bị sụp bại luôn, nhưng mà không có trầm trọng như Trung Quốc khi mà bị bao phủ tứ tứ phương. Thành ra tôi nghĩ rằng đây là những lý do mà hy vọng là chiến tranh không xảy ra vì cái áp lực kinh tế, vì chúng ta nên nhớ rằng một quốc gia kéo dài chiến tranh phải tùy thuộc vào khả năng kinh tế, mà nếu bị phong tỏa, chúng ta thấy Nga sở dĩ được tồn tại bây giờ mà không suy sụp một năm rồi là tôi có sự hậu thuẫn về tài chánh hay là thương mại với Trung Quốc và Ấn Độ. Nếu không, Nga đã bị phong tỏa như vậy đã suy sụp rồi. Còn Trung Quốc thì trường hợp nó còn quy mô hơn vì cái ảnh hưởng của chip của Đài Loan thôi. Vâng, thưa giáo sư, hãy bàn về đất nước ngay cạnh Trung Quốc và cũng chính là đất nước mà quý vị và các bạn là những độc giả của chúng tôi đó, Việt Nam đó. Thì chúng ta thấy là Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc, và ngược lại thì Trung Quốc cũng là một thị trường xuất khẩu lớn, có lẽ là đến thứ ba, thứ tư gì đó của Việt Nam, chỉ sau có Mỹ thôi. Có thể nói là nhì, nhưng mà tôi cũng không chắc. Vì vậy thì nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế của Trung Quốc nó có sự gắn kết rất là chặt chẽ với nhau, và có thể nói là kinh tế Việt Nam thì cũng lệ thuộc rất là nhiều vào Trung Quốc. Thì bây giờ Trung Quốc nó đang như thế này, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, và trong vòng 3 đến 5 năm tới tình hình kinh tế của Việt Nam sẽ phát triển ra sao, có giảm cái sự lệ thuộc vào Trung Quốc hay không, và sẽ tốt hơn, phục hồi nhanh hơn, tốt hơn Trung Quốc hay không? Vâng, cái khác biệt của Việt Nam đó, với Trung Quốc đó, là vốn FDI vẫn tiếp tục tràn ngập vào Việt Nam. Trong năm năm nay đã trên 73 tỷ FDI đầu tư vào Việt Nam, trong khi đó Trung Quốc giảm đi. Đó là cái khác biệt. Cái khác biệt là cái nhìn của thế giới vào Việt Nam về hàng hóa hay vị trí chính trị đó, thân thiện, và nhất là hai đời Tổng thống Trump và Tổng thống Biden và bên Âu Châu nữa, rất là thân thiện Việt Nam. Đó là cái khác. Cái khác biệt là thế giới đang muốn chuyển giao những công nghệ mà tùy thuộc ở Trung Quốc, như là semiconductor, chất bán dẫn hay là những công nghệ cao thay vì công nghệ thấp về Việt Nam và Ấn Độ. Đó là cái khác biệt. Và mặc dầu Việt Nam giàu muốn giàu không vẫn tùy thuộc vào cơ rất nhiều, như như anh một yếu tố bạn nói là du lịch, nhưng mà cái yếu tố quan trọng hơn nữa là nông lâm súc. Hai cái điều quan trọng đối với kinh tế Việt Nam là du lịch và nông lâm súc, vì họ xuất xuất siêu với Trung Quốc rất nhiều. Việt Nam cũng mua bán những cái dụng cụ hàng hóa của Trung Quốc về lắp ráp ở bên Việt Nam cũng rất là nhiều. Việt Nam hiện tại cái đường hướng tôi nghĩ rằng đi đúng đường là gần với Hoa Kỳ hơn, gần với Âu Châu hơn, và đây cũng là cái điểm mà chính phủ Việt Nam tôi hy vọng phải hiểu rằng cái con đường mà Trung Quốc đi là tùy thuộc vào bất động sản, đã đưa hai quốc gia này đi vào cái chữ ế động về bất động sản, bong bóng vỡ bất động sản và hệ thống ngân hàng đó, là một cái đường sai lầm. Và cái hệ thống tư bản của Việt Nam thì nó không có hiện tại, nó không hệ thống chính trị nó không có gọi là đi về hướng độc tôn như Trung Quốc. Tất cả những người mà Politburo hiện tại của Tập Cận Bình gần như là những người thân thiện và trung thành với Tập Cận Bình, và hệ thống đó như là không phải là tam đầu chế như bên Việt Nam, có nghĩa rằng có đã chủ tịch đảng, thủ tướng và chủ tịch nước, nó ba tam đầu chế, nó có vẻ gọi là nó không dân chủ, nhưng mà nó ít ra nó dân chủ hơn bên Trung Quốc. Thành ra cái điều hướng của Việt Nam, cái con đường sáng hơn, và tôi hy vọng là sẽ thấy những cái nền kinh tế khó khăn của Trung Quốc mà từ từ rời khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng mà
trong thời gian ngắn họ vẫn tùy thuộc Trung Quốc rất nhiều thôi. Vâng, thì như tôi cũng đã nói ở cách đây ít phút, đó là Việt Nam và Mỹ đang có một cái khả năng rất cao sẽ nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Và rõ ràng là ở đây nó là vì lợi ích của chính Việt Nam cũng mong như thế. Và tất nhiên ở phía Mỹ là Mỹ cũng có những cái lợi ích của Mỹ. Chẳng hạn như là rõ ràng Mỹ đang đưa rất nhiều thúc đẩy, thúc giục để các công ty của Mỹ rời dần ra khỏi Trung Quốc, và vì vậy thì rõ ràng họ phải tìm đến những cái điểm đến thay thế, đó là Việt Nam, đó là Mexico, đó là Ấn Độ. Thì Việt Nam đang có cái lợi là một trong ba cái điểm đến đó, và Mỹ cũng muốn là xây dựng Việt Nam mạnh mẽ hơn về những cái năng lực công nghiệp, đặc biệt là trong cái lĩnh vực chip. Thì chúng ta thấy vừa rồi cũng đã có cái bài viết của Reuters, họ nói rằng là Mỹ muốn đưa Việt Nam thành một cái cường quốc về chip, nhưng mà Việt Nam thì lại thiếu cái năng lực về nhân sự, tức là không có đủ các cái kỹ sư. Thì theo sự đánh giá của giáo sư, để mà Việt Nam tận dụng cái cơ hội thì có thể nói là ngàn vàng này, thì Việt Nam phải làm gì và có làm đủ nhanh để mà đáp ứng được không ạ? Bởi vì rõ ràng chúng ta thấy là đào tạo con người nó không phải là nhanh. Người ta nói là vì lợi ích 10 năm trồng cây, mà vì lợi ích thì 100 năm thì phải trồng người. Thì cũng rõ ràng là trồng người nó không thể nhanh như trồng cây được. Thì theo giáo sư, bây giờ cơ hội nó đang đến, nhưng mà liệu là Việt Nam nắm bắt có kịp không ạ? Vâng, Việt Nam bây giờ phải bắt đầu bắt lấy cơ hội vì chuyển giao công nghệ chip bán dẫn, chất bán dẫn hay là công nghệ cao nó phải 5 tháng chứ không phải nay mai là ra. Mà bắt đầu là phải cái tôn chỉ quốc gia đặt ưu tiên. Ví dụ như chất bán dẫn là ưu tiên của quốc gia thì Việt Nam hệ thống giáo dục phải bắt đầu bớt đi những trường đại học bách khoa mà tạo nên những cái trường đại học chuyên về kỹ sư hay là những chuyên viên, ngay cả cán sự hay cả tú tài về để chuẩn bị về kỹ nghệ ship. Đó là những cái điều mà ở những thành phố mà họ nghĩ là gọi là có thể bành trướng được. Rồi hệ thống hạ tầng cơ sở nữa, thành ra Việt Nam phải đi cái con đường đó. Mặc dầu thật sự ra trong trong những quốc gia Đông Nam Á, cái hệ thống đào tạo kỹ sư của Việt Nam không phải là coi thường. Nó mặc dầu cái tiêu chuẩn nó thấp hơn Âu Châu, thấp hơn Hoa Kỳ, nhưng mà cái số đào tạo của kỹ sư để cung cấp công nghệ nó rất là chuẩn và rất là đầy đủ. Cái mức học vấn của những trường mà chính thức đó, cho tôi không nói những cái bằng mà trường tư hay là những bằng internet hay những bằng mà mua đi bán lại để mua bằng, cho tôi không kể cái chừng đó, nó vẫn cao. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là phải gia tăng thêm để hỗ trợ cái chương trình đó và được công bố với kỹ nghệ để người ta biết Việt Nam đang chuẩn bị về đó. Rồi những cái công nghệ khác nữa, vì dân số Việt Nam thật sự ra chưa đầy 100 triệu người so với dân số của Trung Quốc là là 1.4 tỷ người, mà cái người nhân công lao động của họ là 900, 700 đến 900 triệu người rồi. Thành ra muốn thay thế một phần nào đó là cái điều này và quan trọng. Sở dĩ Việt Nam được cái ưu thế hơn là Ấn Độ hay Mỹ Tây cơ đó về những công nghệ cao là tại sao? Là tại vì đó Việt Nam dân số trẻ cần cù, số đào tạo kỹ sư mặc dầu không đủ, ngay cả bên Hoa Kỳ cũng vậy. Ví dụ như TSMC muốn mở ra cái công ty ở Austin vĩ đại, bây giờ họ phải dời đi 1 năm và tại họ nói không đủ nhân tài. Bên Hoa Kỳ đó không đủ nhân tài phải để tuyển chọn. Thật ra Việt Nam không phải là ngoại lệ. Nhưng mà sở dĩ được yêu chuộng so với Mỹ Tây cơ hay Ấn Độ vì nó nằm cạnh một cái khôi trường, một cái gọi là cái thị trường khổng lồ 1.4 tỷ người. Công ty nào cũng muốn nằm ở Việt Nam, cũng muốn làm ở Mã Lai Á của Indonesia hay là Đài Loan để chi, để xuất cảng qua cái xứ lân bang với cái dân số khổng lồ. Thành ra cơ hội đang có nhưng mà phải nắm lấy, và nó bắt đầu từ tôn chỉ quốc gia, là tại vì nguồn lực hay là nhân lực hay là tài lực nó có giới hạn thôi. Vâng, chắc chắn là chúng ta sẽ còn phải bàn về những cái biện pháp mà Việt Nam có thể làm để cải tổ nền kinh tế cũng như là để thu hút thêm nhân tài, thì sẽ phải cần một chương trình dài và chúng ta sẽ hẹn nhau trong một cái chương trình đó. Nhưng mà bây giờ về cái chủ đề Trung Quốc này thì xin được hỏi về những cái mặt trái, theo tiến sĩ, theo giáo sư tiến sĩ, thì liệu là khi mà thế giới họ chuyển sang thúc đẩy các cái quan hệ đối tác ở Việt Nam, ở Ấn Độ,
ở Mexico, thì liệu là Trung Quốc họ cũng sẽ có những cái cách gọi là ma mãnh của họ, là họ đưa các cái doanh nghiệp sang đấy sản xuất và xuất khẩu ở những cái nước đó mặc dù vẫn chỉ là hàng Trung Quốc hay không ạ? Vâng, điều này họ đã làm và họ đã đưa qua Việt Nam và những quốc gia khác. Nhưng mà chúng ta đã nhớ rằng công ty Trung Quốc, công ty Hoa Kỳ hay thế giới, bất cứ công ty nào, miễn làm sao mở cái xưởng ở quốc gia nào đó thì quốc gia đó được hưởng lợi, chứ không phải là công ty mẹ ở ở tổng đàn ở ở Trung Quốc. Mở một cái xưởng để sản xuất có nghĩa là gì? Người công dân địa phương được thu dụng, gọi là kích thích kinh tế địa phương. Thành ra đó là những cái điều mà Trung Quốc bắt buộc phải làm, đưa những công ty của họ. Và hiện tại rất nhiều công ty Trung Quốc đã rời khỏi Trung Quốc đi về Việt Nam, chứ không phải là FDI của ngoại quốc nữa, họ đã rời đi rất nhiều, đi qua những quốc gia mà họ nghĩ rằng không bị thương chiến và nó cái nhìn nó thân thiện hơn. Rồi cộng thêm đó là cái chiều hướng bên Trung Quốc mà họ đang vật vã, mà điều mà nãy giờ chúng ta không nói là đồng nhân dân tệ đang bị phá giá. Và chúng ta thấy bên Nga cũng vậy, đồng đồng Nga đó, giờ tiền của Nga phá giá và tiền nó chạy ra như thác lũ. Trung Quốc họ đang kiềm chế cái vấn đề đó, nó ảnh hưởng đến vốn đầu tư ở tại Trung Quốc, thành ra họ đưa kỹ nghệ họ ra ngoại quốc nhiều, để còn hơn là mất hết tất cả. Nhưng mà chúng ta không nên quên rằng cái gọi là cái nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc vẫn hiện là chuỗi cung toàn cầu thôi. Vâng, thưa giáo sư thì và thưa các bạn thì chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau được gần 1 tiếng. Hy vọng là quý vị và các bạn vẫn đang rất là quan tâm theo dõi, và mong là giáo sư vẫn còn thời gian thì tôi xin được trích một số câu hỏi của khán giả gửi đến, có được không ạ? Nếu giáo sư À, còn thời gian ạ. dạ được, bữa nay tôi không có một cái hộp nào khác. Vâng, thì cảm ơn giáo sư tiến sĩ và cũng là cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Tôi có thể thấy rằng quý vị và các bạn đang rất là quan tâm theo dõi, có tới cùng một lúc hơn 2.800 người và có rất là nhiều lời bình luận và câu hỏi rất hay của quý vị. Thì tôi xin được trích ra ở đây một số câu hỏi để giáo sư trả lời. Câu hỏi thứ nhất đó là đất nước Trung Quốc là một cái đất nước mà rất là cần nhiều nguyên liệu để sản xuất. Vậy thì Trung Quốc khủng hoảng sẽ ảnh hưởng thế nào đến các quốc gia xuất khẩu nhiên liệu ạ? Vâng, Trung Quốc đúng như vậy, là một quốc gia có tài nguyên nhiều nhưng mà tiêu thụ tài nguyên cũng rất nhiều. Ví dụ như dầu dầu thô, dầu hỏa, dầu khí, họ đã dự trữ rất nhiều. Đây là cái điểm, một cái điểm mà tôi đặt câu hỏi là hiện tại Trung Quốc đã mua dầu thô, dầu hỏa của Nga và dự trữ của Trung Quốc lên đến gấp 3 lần dự trữ dầu 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 hỏa của quốc phòng của Hoa Kỳ. Tại sao? Có thể là để chuẩn bị cho một sự phong tỏa kinh tế hay là chuẩn bị chiến tranh, tôi không hiểu. Nhưng mà họ mua dầu rẻ từ Nga. Rồi những cái gọi là cái nhiên liệu khác, họ trong quá khứ họ cần nhiều, họ nhập cảng nhiều, nhưng mà vì kinh tế trì trệ thì nó làm phá giá rất nhiều những kim khí, kim loại này nọ. Thành ra trong cái kinh tế của Trung Quốc mà khi ảnh hưởng là thì ảnh hưởng đến những cái gọi là những cái tài nguyên thiên nhiên, mà trong đó có những cái gọi là nguyên liệu hiếm, đất mà hiếm đó và rare earth đó, là cũng rất nhiều. Và Việt Nam hiện tại thì gọi là nhập cảng tài nguyên từ ngoại quốc về Việt Nam để hỗ trợ kinh tế, cái tỷ lệ nó không bằng như Trung Quốc. Vâng. Vâng, nhân giáo sư có nói đến nhắc đến nước Nga thì cũng có một câu hỏi của một bạn, đó là liên minh của Nga với Trung Quốc thì liệu là có làm cho Trung Quốc mạnh thêm hay không ạ? Liên minh của Nga với Trung Quốc, chúng ta đã nhớ rằng là hai quốc gia này hiện tại đó là họ gọi là cần nhau. Nga từ hồi xưa được coi là một vị đàn anh về kỹ thuật, về chiến tranh, vũ khí chiến tranh, bây giờ coi như một quốc gia đàn em vì đã tan vỡ cái hình ảnh đó trong cái chiến tranh ở Ukraine rồi. Rồi cả cộng thêm cạn kiệt về vũ khí, thành ra tùy thuộc vào Trung Quốc, mà Trung Quốc hiện tại chính thức thì không viện trợ. Nhưng mà ngược lại, kinh tế của Trung Quốc mua bán bằng đồng nhân dân tệ và trao đổi với đồng rúp của Nga đó là đã giúp Nga thành công, và ngay cả những hàng hóa của Trung Quốc đó
nhập cảng từ phương Tây rồi bán lại cho Nga, thì Nga không thiếu gì cả, nhưng mà họ mua cái giá cao làm cho nặng làm giá càng tăng. Chúng ta nên nhớ rằng giữa Nga và Trung Quốc vẫn có cái hiềm khích về về biên giới, và hiện tại thì Trung Quốc trong cái vị thế trên dĩ nhiên là chống đỡ Nga, nhưng mà không có làm Nga mạnh lại được, chỉ chống đỡ sự suy sụp của Nga, không có suy sụp nhanh như là người ta dự tưởng thôi anh. Vâng, thì cái này cũng là một cái ý mà một bạn độc giả, khán giả đã viết ở trên YouTube trong cái lời bình luận, đó là Mỹ thì là nước mà có rất là nhiều đồng minh, chứ còn Nga, à xin lỗi, Trung Quốc thì chỉ có các bạn hàng thôi chứ không có đồng minh. Thì đây cũng là cái điều mà chúng ta cũng có thể lý giải phần nào về việc là hai nước Nga và Trung Quốc tuy là họ có liên kết với nhau thật nhưng mà chưa chắc họ đã làm cho nhau mạnh lên. Tiếp theo là một câu hỏi nữa. Có bạn này bạn bình luận rằng là thứ nhất là hàng mà có sản xuất từ Mexico vào rồi xuất sang Mỹ thì cũng là có thể là đến 90% là nguyên liệu từ Trung Quốc thôi, cho nên là sắp tới thì người dân Mỹ sẽ vẫn phải mua hàng tuy là thậm chí mang mang nhãn của nước khác nhưng mà cũng vẫn là bản chất là hàng Trung Quốc, và thậm chí là sẽ còn phải trả giá cao hơn thay vì là dùng cái hàng trực tiếp của Trung Quốc. Đấy là một. Cái thứ hai là kinh tế của Mỹ và kinh tế của Trung Quốc phụ thuộc vào nhau, cho nên là nếu mà kinh tế của Trung Quốc đi xuống thì rồi thì kinh tế của Mỹ cũng sẽ đi xuống và sẽ có nhiều người Mỹ nghèo đói trong thời gian tới. Thì giáo sư có cái suy nghĩ gì về hai cái lời bình luận này ạ? Vâng, đây là một cái nhìn khá tiêu cực mà tôi không biết là vị bình luận này có dựa trên những yếu tố hay không. Tôi hiện tại không có cái yếu tố hay là data cho biết rằng hàng của Trung của Mỹ Tây Cơ là bao nhiêu cho công ty của Mỹ Tây Cơ nhập vào để mà sản xuất hay ráp lắp. Đại đa số những cái hàng của Trung của Mỹ Tây Cơ là do vốn đầu tư FDI của Hoa Kỳ, của Canada đầu tư bên đó và của người dân Mỹ Tây Cơ ráp ráp. Còn trong tương lai đi về hướng đó thì rất là có thể. Thành ra hiện tại thì tôi không thấy dấu hiệu đó. Và thứ nhì nữa là dĩ nhiên kinh tế của Trung Quốc ảnh hưởng toàn cầu, nhưng mà như quý vị biết là hiện tại cái nhu cầu của kinh tế của Hoa Kỳ không tùy thuộc vào Trung Quốc nhiều như trong quá khứ, bằng cách họ sẵn sàng đưa vào thương chiến, họ sẵn sàng siết chặt để hàng hóa Trung Trung Quốc giảm xuống, và cái mức xuất siêu với Trung Quốc đã giảm đi so với Mỹ Tây Cơ. Mỹ Tây Cơ lúc trước là đứng hàng thứ ba, đứng sau Canada và đứng sau Trung Quốc, bây giờ Mỹ Tây Cơ đứng đầu và kế đến với Trung Quốc rồi đến Canada. Thành ra cái ảnh hưởng chắc chắn là khi tương tác là Hoa Kỳ vẫn còn cần Trung Quốc, nhưng mà không cần đến cái tỷ lệ mà Trung Quốc cần Hoa Kỳ, và ngược lại Âu Châu cũng vậy. Thành ra cái sự so sánh đó, cái sự tùy thuộc lẫn nhau, cái tỷ trọng của hai quốc gia nó khác nhau rất nhiều thôi. Vâng, tôi cũng nghĩ rằng là bạn ý bình luận là dựa trên những cái cảm xúc, có thể là bạn ý không có những cái tình cảm mà tốt cho nước Mỹ lắm. Nhưng mà nói một cách nghiêm túc thì như giáo sư nói là Mexico đang trở nên một cái đối tác cực kỳ quan trọng. Đúng là họ đã trở thành đối tác xuất nhập khẩu hàng đầu của Mỹ, và người ta cũng tính toán rằng là trong số cái hàng của Mexico xuất sang Mỹ thì là 84% là sử dụng linh kiện nguyên liệu của chính Mỹ, cho nên là thực ra nó chỉ là hàng Mỹ mà sản xuất ở Mexico thôi, cho nên là điều đó cũng cũng có thể phần nào nói lên là cái việc mà bạn ấy nói rằng là hàng từ Mexico xuất sang Mỹ là hàng của Trung Quốc thì cũng không có cơ sở. Còn tương lai thì chúng ta chưa biết, nhưng mà rõ ràng ở ở hiện tại thì là không có cơ sở. Xin được hỏi một câu hỏi khác thay cho độc giả. Ở đây một bạn khác có một cái câu hỏi. Chủ yếu là về vấn đề của Việt Nam. Nhưng mà tôi sẽ hỏi một cái câu hỏi mang tính chất quốc tế hơn, liên quan đến Mỹ và Liên Xô và Trung Quốc hơn. Thì bạn này bạn đặt một câu hỏi thế này. Câu hỏi này nó cũng có liên quan đến chính trị. Đó là tại sao thế giới lại phải là đa cực khi mà Liên Xô sụp đổ? Thì thế giới nó chỉ có một cực thôi. Bởi vì lúc đấy là Mỹ là siêu cường, còn các nước khác không có nước nào thách thức quyền lợi của Mỹ cả. Thì tại sao mà nước Mỹ lại không lãnh đạo nổi thế giới mà để cuối cùng lại nổi lên những cái cực khác chống Mỹ ấy? Thì giáo sư có lý giải gì không? Vì bạn ấy nói rằng là có phải là do chủ nghĩa tư bản nó
nó không đủ tư cách, tức là nó không đủ phẩm chất, hay là nó không đủ bản lĩnh, nó không nắm lấy cái cơ hội để mà nó lãnh đạo, thì giáo sư có lý giải gì không ạ? Vâng, khi mình nói về kinh tế thì không có một cái nền kinh tế nào mà có thể vững chãi lâu dài như là gọi là kinh tế tự do thị trường, là tại vì luật cung cầu đó nó do cái nguồn lực, cái force của người tiêu thụ. Người tiêu thụ không phải là người dân nội bộ mà của toàn cầu nữa, đây là kinh tế toàn cầu. Và khi một cái nền kinh tế mà tư bản mà đi quá khích đó, là chúng ta phải thấy rằng kinh tế cơ bản như bên Nga, họ đi quá khích là sao? Một nhóm oligarch, một nhà tỷ 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 phú kiểm soát hoàn toàn bao nhiêu công ty, và người dân đó là gần như là không đáng kể. Thì cái nơi tư bản đó là tư bản bóc lột, tư bản đỏ bóc lột, còn tệ hơn là một cái hệ thống độc tài nữa. Còn tư bản tự do của Hoa Kỳ, dĩ nhiên là không có hệ thống nào mà nó hoàn hảo, luôn luôn có đi quá trớn. Nhưng mà sở dĩ Hoa Kỳ được tồn tại lâu dài đó, là chúng ta nên hiểu rằng cái hệ thống lưỡng đảng của Hoa Kỳ, Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, hai cái hệ thống được lưỡng đảng này nó như mặt trời mặt trăng. 4-5 năm hay 8 năm của Tổng thống Tòa Bạch Ốc hay là Quốc hội đó, là Dân Chủ thì đổi qua Cộng Hòa, cho nên nó không bao giờ đi đến cực đoan quá khích. Dĩ nhiên khi mà Hoa Kỳ làm những cái điều quá lố, ví dụ như dùng hệ thống tiền tệ để mà chế tài Nga, dùng hệ thống tiền đô la chế tài Nga, đó là con dao hai lưỡi. Thế giới rất lo, nói rằng Hoa Kỳ có thể lạm dụng cái vị thế của mình là đồng đô la để chế tạo bất cứ một quốc gia nào không đi đồng mình. Đó là cái đường lối sai lầm mà họ rất là dị ứng, và dị ứng đúng như vậy. Cho nên đó là tại sao chúng ta thấy cái nhóm BRICS do Trung Quốc lãnh đạo kêu gọi Nga, Tàu, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi và Ba Tây để đưa ra một cái khối để mà không tùy thuộc vào đô la và kinh tế Hoa Kỳ. Thì không có gì hoàn hảo cả, nhưng mà chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ là một cái hệ thống kinh tế mà thế giới ngưỡng mộ, và Hoa Kỳ không là một quốc gia mà đưa cái khả năng quyền lực tối cao về quân sự để chiếm lãnh đất đai của một quốc gia nào cả, mà ngược lại lại dùng tiền của người dân để bảo vệ những quốc gia suy yếu. Thành ra nhân bất thập toàn, quốc gia cũng bất thập toàn, dĩ nhiên là có những cái sơ hở cần phải chỉnh đoán thôi. Vâng, thưa giáo sư, thời gian thì cũng đã trôi qua rất nhiều, chỉ mong là giáo sư vẫn có sức khỏe. Tôi rất là mong được hỏi thêm khoảng độ 2 hoặc 3 câu hỏi nữa nếu như Dạ được. nếu như giáo sư vẫn có thể trả lời được, bởi vì Dạ tôi được cũng anh. thấy rằng là vâng, có cái mối quan tâm rất là cao của quý vị độc giả khán thính giả, có tới 3.000 người đang cùng theo dõi một lúc. Thưa giáo sư, một bạn đặt câu hỏi rằng là làm thế nào để kinh tế vĩ mô của Việt Nam thoát nhanh ra khỏi sự ảnh hưởng của Trung Quốc ạ? Vâng, đây là một cái chiều hướng rất là thiệt sự ra Việt Nam đang trên con đường đó. Khi mà Việt Nam sau khi Tổng thống Biden đến Việt Nam và nâng cao cấp, có nghĩa là đối tác toàn diện, có nghĩa là gì? Đưa Hoa Kỳ lên cái mức ngang hàng với Nga và Trung Quốc, ngang hàng thôi chứ không phải cao hơn, thì nó tạo nên lòng tin chính trị của thế giới, nói rằng đây là một quốc gia vững chãi, đầu tư tiếp tục, FDI tiếp tục vào. Và cái quan trọng hơn hết là Việt Nam hãy thoát khỏi cái con đường bất động sản, mà cái hệ thống của Việt Nam hiện tại là quan chức, cán bộ và những nhà gọi là bao nhiêu tỷ phú về bất động sản đã đi vào tù hết rồi, vì họ lạm dụng cái hệ thống bất động sản đầu cơ tích trữ để xây những căn hộ để thổi giá, mà trong khi những căn hộ của người dân lại không có. Thoát phải giải quyết cặn nguồn cái đường đó. Nghị luật 33 đưa ra, nghị luật Việt Nam đều là chuẩn hết, nhưng mà thi hành chuẩn hay không là chuyện khác. Phân chia quyền lực khi mà đến cái hệ thống bất động sản và tài sản để chi, không đi theo trường Trung Quốc, vẫn tiếp tục con trường FDI, và tổ chức cái hệ thống giáo dục để hậu thuẫn, ví dụ như tôn chỉ quốc gia, rằng ví dụ như ta nhìn vào Nam Hàn, Nam Hàn 50 năm về trước nghèo hơn Việt Nam, mà Nam Hàn kinh tế bây giờ khổng lồ vô cùng, vì họ có tôn chỉ quốc gia, họ đi rất rõ ràng. Nhật Bản trong quá khứ cũng nghèo,
Nhưng mà Nhật Bản mà khi mà họ có tông chữ quốc gia, họ tạo ra những bằng tú tài về đánh cá, những bằng cử nhân về đánh cá, để chi, để khuyến khích về đánh cá. Việt Nam có thể làm như vậy về về chất bán dẫn hay về bất cứ kỹ nghệ nào, nhưng mà chuẩn bị và từ từ thoát đi. Việt Nam hiện tại có mấy chục thương ước với bao nhiêu khối quốc gia, nên tận dụng cái đó. Và Việt Nam phải đi vào gọi là kỹ nghệ số, có nghĩa là digital commerce, để chi, để có khả năng buôn bán từ những tiểu thương đi thẳng đến những cái gốc nào ở trên toàn cầu để bán hàng hóa của mình, chứ không cần phải bán ở biên giới của Trung Quốc. Từ từ thoát ra, nông lâm xuất thì vẫn tùy thuộc vào Trung Quốc, điều này khó chạy lắm, nhưng mà khi cơ cấu hóa và đi tạo ra những cái công ty mà có thể gọi là đóng hộp và sản xuất xuất cảng nhiều, thì lại bớt đi cái nhu cầu là sản xuất trái cây hay là hoa quả hay là ngũ cốc tươi vào gì đó. Từ từ Việt Nam đang làm con đường đúng đường, nên từ từ thoát khỏi Trung Quốc với những con đường 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm như vậy thôi anh. Vâng, thì có lẽ thời gian cũng đã rất dài, cho nên xin được hỏi một câu hỏi cuối của một độc giả, của một khán giả. Bạn ấy nói rằng là nếu được cố vấn cho Thủ tướng Việt Nam thì giáo sư đưa ra đối sách nào để cải thiện sức mua của thị trường ạ? Sức mua của thị trường thì không ai có thể cải cải tính được, vì đó là cái gọi là mức mức cầu của người dân, rồi, đúng không? Thật ra Việt Nam cũng như một quốc gia khác luôn luôn cạnh tranh cái mức cầu toàn cầu. Người ta yêu chuộng hàng của Việt Nam, hay là người ta yêu chuộng hàng của Trung Quốc, hay là họ yêu chuộng những hàng của Mỹ Tây Cơ. Đó là cái phẩm và những cái hàng hóa. Thành ra Việt Nam nên chú trọng vào cái ưu tiên, cái mức cầu. Việt Nam hiện tại đang cái ngưỡng cửa đi đi xa dần cái kỹ nghệ thấp như là giày dép cao su, những điều này đó để cho những quốc gia dân số đông như là Ấn Độ hay là Trung Quốc làm, đi vào những cái kỹ nghệ như là ví dụ như xe điện đi đó, hay là chất bán dẫn, hay là những cái công nghệ khác, để chi, để mình cạnh tranh cái mức cầu yêu chuộng hàng hóa của Việt Nam thay vì Mỹ Tây Cơ, và đi vào kỹ nghệ gọi là số, có nghĩa là sản xuất sẵn. Ví dụ như quý vị ở bên Hoa Kỳ hay ở đâu, quý vị muốn mua hàng hóa của Amazon, quý vị vô tìm một món đồ đó, có thể quý vị mua hiện tại mua món đồ từ một công ty mà làm từ tại nhà ở Trung Quốc, họ thẳng họ gửi thẳng qua nữa. Việt Nam phải có khả năng làm như vậy để cạnh tranh với lại thị trường của thế giới thôi. Vâng, rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ. Và ngoài ra thì cũng rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình và có những cái sự ủng hộ và đưa ra những lời bình luận hoặc câu hỏi rất hay. Đặc biệt là tôi có thể nói rằng có một số bạn nổi bật lên như là bạn Trần Thu Hương hay là bạn Tuấn Đình Nguyễn hay là bạn người Nam Bộ. Tất nhiên tôi không thể nói hết được tên của các bạn vì cái màn hình nó cũng chạy liên tục, thành ra cũng không 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 nhắc được hết tên, nhưng mà đó là những độc giả khán thính giả rất là tích cực bình luận.